chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3 trong tuần thứ 24. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 47. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài nhé. Chơi bóng với bố, không cần kẻ vạch như vôi, săn đập cũng thành săn bóng. Cầu môn, chuyện ấy dễ rồi, chỉ cần một đôi dép mỏng. Bố là thủ môn ngoại hạng, con là danh thủ quý thôi. Quả bóng nhựa thường lăn sợn, lên khên bố phải bắt ngồi. Mỗi lần có pha thủng lưới, bố con cùng vỗ tay cười. Trận đấu chỉ có hai người mà cũng rộn ràng ra phớt. Chơi hoài con không biết mệt, chỉ thương bố mướt mồ hôi. Danh thủ con dừng chân suốt, mời thủ môn bố nghỉ thôi. Tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Vừa rồi các em đã nghe cô đọc mẫu bài thơ Chơi bóng với bố. Bây giờ các em hãy chú ý cho cô một số từ vựng sau. Mặt biên còn gọi là đường biên, vạch giới hạn độ dài rộng của sân bóng. Thủ môn ngoại hạng là người bắt bóng đặc biệt xuất sắc. Danh thủ là cầu thủ giỏi nổi tiếng. Rồi bây giờ tôi yêu cầu các em hãy luyện đọc lại bài thơ này cho cô nào. Để có thời gian đọc bài, các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Sau khi các em đã đọc bài xong thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã đọc bài xong chưa? À, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bài thơ nhé. Một số câu hỏi sau. Câu hỏi số 1, bố và bạn nhỏ biến sân nhà thành sân bóng bằng cách nào? Để trả lời được câu hỏi số 1 này, các em hãy đọc kỹ cho cô mẫu thơ đầu tiên nhé. Không cần kẻ vạch như thôi, sân giặt cũng thành sân bóng. Câu ngôn chuyện ấy dễ rồi, chỉ cần một đôi dép mỏng. Như vậy dựa vào mẫu thơ thứ nhất, cô sẽ dẫn cho các em trả lời câu hỏi số 1 như sau. Bố và bạn nhỏ biến sân nhà thành sân bóng bằng cách vô cùng đơn giản. Đó là không cần kẻ vạch biên vôi, sân giặt cũng thành sân bóng. Bạn nhỏ so sánh bố và mình với ai? Để trả lời được câu hỏi số 2 này, các em hãy đọc kỹ lại cho cô hai dòng thơ đầu có trong mẫu thơ thứ hai nhé. Bố là thủ môn ngoại hạng, con là danh thủ quý thôi. Như vậy dựa vào hai dòng thơ này, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 2 như sau. Bạn nhỏ so sánh bố với thủ môn ngoại hạng, so sánh mình với danh thủ quý. Tiếp tục câu hỏi số 3, muốn bắt được quả bóng nhựa bố phải làm gì, vì sao? Để trả lời được câu hỏi số 3 này, các em hãy đọc kỹ lại cho cô hai dòng thơ cuối có trong mẫu thơ thứ hai nhé. Quả bóng nhựa người lăn sợn, lên khên bố phải bắt ngồi. Như vậy dựa vào hai dòng thơ này, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 3 như sau. Muốn bắt được quả bóng nhựa bố phải bắt ngồi, vì quả bóng nhựa thường lăn sợn. Tiếp tục câu hỏi số 4, theo em vì sao trận đấu chỉ có hai người mà vẫn rộn ràng? Để trả lời được câu hỏi số 4 này, các em hãy đọc kỹ lại cho cô mẫu thơ thứ ba nhé. Mỗi lần có pha thủng lưới, bố con cùng vỗ tay cười. Trận đấu chỉ có hai người mà cũng rộn ràng ra phết. Như vậy dựa vào mẫu thơ thứ ba, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 4 như sau. Theo em, trận đấu chỉ có hai người mà vẫn rộn ràng, vì mỗi lần có pha thủng lưới, bố con cùng vỗ tay cười. Tiếp tục câu hỏi số 5, mẫu thơ của tài nói lên điều gì? Để trả lời được câu hỏi số 5 này, chúng ta sẽ đọc lại mẫu thơ cuối nhé. Chơi hoài con không biết mệt, chỉ thương bố mướt mồ hôi. Danh thủ con dừng chân suốt, mời thủ môn bố nghỉ thôi. Như vậy dựa vào mẫu thơ cuối, tôi sẽ dẫn cho các em trả lời câu hỏi số 5 như sau. Mẫu thơ của tài nói lên rằng em bé rất thương bố, còn bố thì lại yêu chiều cậu con trai. Dù mệt ướt đẫm mồ hôi nhưng bố vẫn chơi cùng con. Em bé nhận ra điều đó liền dừng suốt để bố